Thầy bắn như thế Không, thôi. quả không chú ý cứ bắn lấy thằng xe. Ôi giời ơi. Cái map này thì nó đông lắm, map này thật sự nó bắn nó Map phải đông quá, chứa nhiều bất ngờ. bởi vì nó hẹp quá, nó bé quá nên là đi đâu cũng gặp người được. Có khi một khu hai ba team cá ve đi, Xuống tấm bảng, tấm bảng. Tấm bảng. tấm bảng nào. Tấm bảng đông Tấm đấy, bảng tấm nha. bảng đông đấy, tấm bảng Chỗ đông nào đấy. cho đông. Hay tập tấm bảng đi, Tấm bảng đi. Úi. tấm bảng không vào tấm bảng đi, con ông Tấm vui gì bảng vậy? đi con ạ. Vui gì đó. Thế bảo vừa vào tấm bảng đông lắm, không vào đâu nhá, Đông sợ vãi lì. ông bảo đông cho vui ấy, tôi nhảy Tôi vào bảo luôn, đông. tôi nhảy vào luôn. Tôi cũng chưa nói cái câu đấy, what Không cần biết, fuck địa. đang bảo thật quyết ở đâu rồi Đang phải bảo quyết là luôn. quyết ở đâu rồi phải quyết luôn. Sao bị đập tiếng đấy, Sao bị đập tiếng đấy? Hả? tôi thấy nhớ bị đập tiếng, Tôi thấy nhớ bị đập tiếng. tiếng. Anh nghe đẻo. Anh nghe mùa chợ có 20.000. Nó là tấm bảng nhưng mà nó chỉ ở một khu nhà và nó không có bảng. Rồi đâu vét to rồi. Rồi đâu vét to rồi. Ui ôi, chỗ này tập trung bọn hút chích ông ơi, chưa gì đã thấy kim tiêm. Vét to mà có băng đạn thêm là Vét bá to mà đạo có đấy. băng đạn thêm là bá đạo đấy. 25 viên, ok, bá đạo. Ít nhất là hơn 13 viên. Ít nhất là hơn 13 viên. Rút mãi chưa xong một nhà thế. Nhà nó Nghèo nhiều phụ vãi, kiện, cháu có nhà gì. nó nhiều phụ kiện. Lập tiếng này khó chịu quá nhỉ, Lập tiếng này khó chịu quá nhỉ. à Sao? lập tiếng lập tiếng Tiếng lập tiếng. tai nghe Sao đi, cắm mic lại ông đấy. đẹp. Hết chưa? Đấy có bị đâu, bây giờ tự nhiên bị Đấy ý. có bị đâu, bây giờ tự vẫn bị, Hết chưa? vẫn 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 Đây. vẫn Hết chưa? Hết alo. chưa? Được rồi, hết rồi, hết rồi. Alo. Được rồi, hết rồi, hết rồi. À, đâu lại bị rồi, Mic đâu lại bị rồi. Tôi kệ trà nữa, đẻo. thôi chả Hết có gì chưa? cả. Hết rồi, Hết ở đâu, chưa? hết rồi. Vẫn 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 Hết vẫn chưa? Vẫn vẫn. còn vẫn bị cái tấm bảng này thôi. Nhà ít nhỉ, nhà thưa rất chật nhỉ, chạy chỗ bờ sông này thôi mà. À hết rồi ấy, alo, hết rồi, hết rồi. Alo, có nói gì đâu mà chạy hết. Ừ, hết rồi mà, hết rồi. Ừ. À, tại mấy ông đạo ơi, tôi làm quá gì đâu. Chắc chưa đi xa nhau quá à? Thế đi xa khỏi ông cái thế được, thế thế hết. Chạy chỗ làng chài đánh cá nào. Ở đây có cái khẩu QBZ này, u lạ. Ở đây có bình xăng này. Thơm. Ngắm thơm. Súng thơm. Đang làm gì trong cái map này? Lần đầu tiên tôi ra cái làng chài đấy. Thực ra thì Sao đồ nghèo nhỉ. không là cầu Ui, thú có ui, thú gì đó. ui, 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 ngon. Ô cơ, cơ hóa này đâu chứ ra. Ừ, tôi có giáp hai biết thì bắn đầu đó. Mua nhiều, tôi ba hơn 300 viên đạn này. Ơ kìa, sao cái súng của tôi bị sao đây? À đây, hết rồi. Vài cất đồng rút hết đạn. Dạ xanh á, tôi có mỗi 400 viên.
Vãi cứt. Ôi dồi, ông rút hết cả Đây một đây lại có này. khu đạn này à? Ừ. Thì cần ông dây tôi cho này. Cần đưa tôi ít. Thực ra tôi cũng đủ bắn nhưng mà tôi sẽ đưa tôi ít. Làm ra Tôi ra 500 viên này. đạn mẹ À làm ơi. ra sniper này. Thì là móc đối với sniper. Lắp cho mini cũng được. Mini 14 lắp một sniper mà. Này Mini ra 14. chia đạn này. Mini 14 mới Ông thấy là tôi có mini không? đi đường kiểu gì chẳng được. Phun nhiều thế. Phun ngõm đồ Tôi ấy. thích thế nào? Nhà chồng được đạn. Thích tôi cho nữa. AK có giảm giật rồi. Phép to không phụ kiện. Ồ, hai súng không phụ kiện luôn. Cây vậy. Lục tôi full rồi. Sao chỗ này vắng nhỉ? À có thằng ơi, có thằng chạy bãi biển hướng 210. Giật Ok, vậy chết cứt. rồi, chết rồi. Giật vậy cứt có thằng Ơ, có thằng có có súng thằng. rồi. Có Có cắm. thằng có thằng ơi, trước mặt tôi, trước mặt tôi. Cơ hóa nó bắn tôi Đây. đi chết này, vãi cứt. Tôi chết đây. Vãi cái đái. Sao đứng ngay đây mà mình không, mãi nó mới bắn mình nhỉ, vãi Không cứt. không để ý luôn. Ô, bo vào kìa. Rút nhanh Đang đi. trong buồng. Ủa có đi chân, có đi chân. Có đi chân, đấy. Xong xong mình, xong mình, xong mình. À thằng này bot rồi. Sau mình. Thằng này bot rồi. Nhìn kiểu bắn mà biết. Rút nhanh, rút nhanh. Đưa đưa tôi mất ký đi, the fuck. Đây. Tôi cũng cần máu Rồi ấy, đấy không cứ cơ cầm đi. à. Không, Ba thằng cơ mà. ai nhiều máu hơn. Ba thằng cơ mà ông rút X4 cơ. ha. Ui, lại đạn rồi. Ba thằng ông rút thằng nào mà chả được. Có nước không? Nước Có rút nước đi, không? rút ở mấy cái xác này kiểu gì chả có. Hết rồi, mấy cái xác chả có nước. Đây đây, một đống này. Bốn cái này. Đã ra đâu? Đây là cả cả cái này nữa này. Đâu? Đây này. Đâu? Đây này. Đâu? Vừa chạy lên cái đồ cái chỗ thằng mà tôi giết đấy. Nhiều đạn xanh lắm muộn. Phụ kiện này Đấy, full có rồi. đuôi của báng M4 này. Có đuôi M4 này. Thôi tôi không cần đâu, tôi bắn QB á. QB chết. Vào bo. Nào, thằng nào ở đây ra nốt à? QB đất bắn 4 đi ngon không nhỉ? Không, như cứt đấy. Mình thử không biết. Ủa QB ở trong trong dầu S đá mấy cứt. RS là cái trò quá rồi. Survival ấy. Ừ. Cái trò trẻ con đi chứ nói gì. Chúng trẻ con. Đạo game, nhái game, đồ họa như kịch, Nhái cái gì? bộ quần áo sắc màu, ra đường thành tâm xạ rồi nó bắn, tôi làm được cái gì đâu, Thực ra PUBG tôi hack nó kịch. cũng có phải là game đầu tiên thuộc thể loại này đâu. Việt Nam mình có trước mà, cái hồi xưa ông có nhớ cái đấu trường 100 không? Đấu trường Đấy. 100 nào? Không biết đấu trường 100 của Việt Nam đâu. Không biết đâu. Thôi, ông người thời đại nào vậy? PUBG này tính ra là nó gần như giống như cái game H1Z1 đấy. Thực ra ông Nó nhái PUBG đấu này trường, nó nhái đấu trường 100 của Việt Nam. Ông không biết cái chương trình đấy à? không Chán đi, về mà xem. đúng chưa, 100 cộng thống bắn nhau à? Không à, cầm câu hỏi mấy câu trả lời đập vào mồm nhau, thằng nào trả lời được thì sống.
Thôi đi đi, bo vào rồi kìa. Mát bo nhanh mãi cứt. Mình phun đồ rồi. Mát này không nên cầm x4. Hả? Mát này cầm x4 nó đẹp nhất đấy. Không nên cầm x8. Không, tôi toàn cầm khẩu không nên cái AK mới cầm QBZ. Ấy có thằng không? Có thằng hướng NE. Hai thằng. Ui giật vãi cái khủng này. Ông thấy chưa? Nó ra cho tôi, nó giết tôi này. Đâu ấy đâu? Một thằng rồi, còn một thằng nữa, còn một thằng nữa ấy. Hai, sao mà hai thằng nó ngáo ngáo gì nhở? Không biết là boss hay người. Người đấy, không phải boss đâu. Sao ngáo ấy? Nó còn ra tận chỗ tôi, nó công cơ mà. Thôi tôi nghĩ là tôi nên đổi sang Midi 14. Hồi phế quá. Chấm phế. Với x6 này, Mini 14 thì cầm x6 này. Rồi, x6 tôi cầm giật lắm. Máy tôi đang giật. Thì thôi, vứt đây. Nhớ mới cần mày. Nhiều đồ quá, vứt đi đi giờ. Ok, đây này đi. X6 thứ cầm theo. Chẳng may bắn thằng nào nó ở tầm xa này. Cầm X6 giật xây. Mà 4 này. Ôi mà 4. Mà 4 sấy. Ok. Kêu mà 4 đi. Nó mới ở kia có khoảng mà 4 nữa. Ôi tôi đã nhập lại cái tay cầm. Anh ơi cho em xin lại cái tay cầm thôi. Ok. Chạy chạy chạy. Chạy bo. Chạy bo channel. Nhưng mà mất cái băng đạn thêm. Cũng không quan trọng lắm. Chắc tôi là thằng duy nhất trong group cầm. Có cái xe này, có lấy xe đi không? Hay chạy bộ. Cái thằng kia chạy gì? X6 ra bắn. Đâu? Nó đâu? Rồi, đi. Rồi, lên xe đi. Bữa thằng nó bắn hướng đấy xong. Tắm luôn thì chạy bò đi, bò tha kìa. Map này thì map này bo nhanh lắm. Bo ở tầm này là đau rồi đấy. Nó không như map kia đâu. Ở đây có xe chắc chắn có người này. Xe để nè, siêu vẹo. Ui, tí đâm. Cái tí. Vừa mà nhìn cái xe. Đang gãy má. Lên cầu luôn nhỉ. Đây đi, cạnh tràn. Cái gì đấy, ông làm cái gì đấy trong tập này. Chấm. Ui, thính cái rơi ngay trước mặt mình này. Có lên tham không? Tham thôi. Đồng ngay nhá. Ông nhìn xung quanh đi. Tôi đang cố đây. Thấy trong cái map này nó là cả một cái gì đấy rất là nguy hiểm đấy. Đấy xuống đi. Quên đi xe à? Ôi tháp 3, thơm. Tôi chả biết tôi có làm được cái thúng gì nữa. Có đuôi M4 đấy. Có bộ đồ cỏ không nhà nào? Thôi té luôn, té luôn. Map này cần. Nhanh, luôn nhanh. Phật cứt. Tìm chỗ nào ngon chứ đây con mẹ cho vào khu nhà này ở khu nhà này tù lắm bên trên có đồ tù lắm. Ông gọi x6 lên bán đồ mà bắn này con tháp canh hay đấy chú này sợ bố nó không vào. Thôi rồi chạy đi, xuống xe yên tâm, phi xe chỗ khác đi, để cái xe ở đây thì đúng rồi. Này tôi đi độ xe xuống đi. Cẩn thận. Đang ốm, cái bắt người ốm lái xe, khổ vãi. Đi biến đi xe. Cái map này mà. Cái chỗ của mình hơi bị ít cỏ. Úi giời, trông tôi. Tôi tàng hình luôn rồi.
Tôi tàng hình luôn này. Ông đi ở chỗ khác đi, độ vị trí của tôi. Tôi đang đứng đây tôi tàng hình. Nghe cái cây kia mà đứng. chửi với chung gì em. Tôi tàng hình ở đây rồi. Map này bộ đồ cỏ đúng là tàng hình luôn. Mà bộ đồ cỏ không biết cháy có nhanh hơn không nhỉ? Tôi đang có bình xăng. Cháy cực. Bò về đây đi, bò về đây là đẹp. Buf. Ờ đấy, Vãi thấy cứt. chưa, tôi chọn chỗ là phải mẹ đỉnh cao ngay. X6 thì ngắm lung ta lung tung đi, ngắm cái này. Nếu có X6. Thế đây. Có X6 nhưng mà tôi đang cầm X4. Máy tôi tật tật tôi cầm X6 sợ rồi. Tầm X6 chuyển về được X4 mà. What the fuck? X6 giảm được tầm nhìn xuống X4 mà, thành X4 X3 luôn mà. Không? Có được rồi. Thật. Được thật à? Phải. Có Ui vậy. dồi ôi, chán không, game thủ PUBG thế giới mẹ. Tôi tưởng chỗ X8 mới thua kiểu đấy rồi chứ. Game thủ PUBG chán lắm. Chơi thằng nào à? Thôi cứ Chơi ngồi, thằng. ngồi trong này thủ dâm không? Chả làm gì. Ông có băng đạn nào không? Băng đạn thế cũng Có được đúng băng không? đạn, hai băng đạn thêm. Đâu tôi có tôi cái, có tôi cái. Của tôi hết rồi. Dư không chứ. Không dư nói gì. Không, trả dư. Thích đấy không? Này tôi cho này. Thôi không cần. Tôi đeo vào cho full phụ kiện cho đẹp nhưng mà tôi cũng chả để làm gì. Ra Việt mặt. X6 thì ngắm đi. Đang ngắm đây nhưng mà có thằng nào ngắm. Em mấy giờ? Rồi bắn nốt trận đi tắm, tí em đi học. Tối nào cũng học à? 5 giờ, 7 giờ. Ủa, phải cất. 5 giờ đến 7 giờ. Ừ, 5 rưỡi, 7 rưỡi, quên. Trên 5 giờ, 7 giờ thì bây giờ vẫn còn ngồi chơi thì ăn đồn mất. Hay vừa tắm vừa chơi nhỉ? 5 rưỡi, 7 rưỡi. Thế mà 8 giờ tôi ngủ cũng không chơi. Được cả. Hôm nay mà có phải hôm nào cũng 5 giờ 7 giờ, 5 rưỡi 7 rưỡi đâu. Bây giờ Có hôm thứ tư là 9 giờ 7 giờ 9 giờ là đã à, 7 rưỡi 9 rưỡi quên. mai Thế mà tối nào cũng phải thức gọi trăm quân phương rồi ông đạo. hai ông thức ô Ui. cái gì đấy ông bắn à hai bắn đấy ông bắn à lùi về đây đi lùi về đây có cô vợ. Rồi đi 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 kiếm bọn nó giết đi, còn đi tắm nào, khổ quá. Một đến nơi rồi còn có 8 người thôi kìa kiếm cái gì mà kiếm về Tám đây người đi mấy team nhỉ? 4 team. về đây đi có một đến nơi rồi này tôi có bụi đồ cỏ này và tàng hình ở trong bụi này là tốt một rồi đấy cái gì đây chẳng ra bị bắn bây giờ đi ra Đấy, vẫn trong bo luôn mà. Vẫn trong bo luôn mà. tôi bảo Đỉnh là vậy. trời định top 1 chuyện này rồi trời định top 1 Bây giờ tôi chọn chỗ mới tôi chọn việc đi ăn thính quá đúng đắn. Ê, với tôi có anh bốn ấy, ông cần quá ấy. ở đây Tôi này đây. tôi vứt em đấy đấy đầy ra thì không nhặt chạy về đây đi Nhưng mà ở đâu cái chỗ này hơi tù bỏ đây chỗ này ngon nhất này cạnh cái nhà ngon nhất này mỗi tụ cạnh cái nhà nó ít cây ít cỏ có luôn có 8 thằng cái bo bé tí mà không biết thằng nào ở đây nhỉ bé gì trong khu nhà kia chắc chắn rồi, có thằng. tôi Tôi đi tắm đây, có ai thì ông cứ gọi tôi. what the Gọi fuck bo tôi đến là nơi rồi bo cuối cùng rồi mệt nha. tắm cái gì đang uống tắm cái gì về người đấy bẩn thế không chết được Đau hết đâu. bẩn không chết được đau đầu đi tắm chơi trong nhà luôn Đâu đâu con đi tắm thì đâu đâu con chơi game. bo vào tối này chuẩn bị của nó
thời khắc của sự thật thế này. Rồi, còn ba. Còn ba tim. Thời khắc của sự thật. Thời khắc ôi, của sự thật. Sao không thấy thằng nào nó chạy qua đây nhỉ? Ông để ý cái hướng chắc hướng 165 đến S 165 195 đi. À thôi được rồi, chẳng cần đâu. Điện là tôi trong nhà tôi ngắm được quay. Nhà không có tí cửa sổ nào, bắp bẽ. Không, chắc có 5 người thôi. Còn 5 người thôi. Vẫn còn 3 chuẩn bị còn 4 người này. Mình vẫn trong bò bá đạo. Bọn trong nhà với bọn nó phải chạy thôi. Tôi chọn chỗ mình gọi là trận này chơi định thôi. Mỗi tụi mình ít câu vò quá. À đây rồi, tôi thấy có thằng trong nhà chạy ra rồi. Hai thằng trong nhà chạy ra. Đừng bắn vội, bắn vội. What the fuck? Ui, nó bắn tôi. Nấp đi. Ui. Sao lại nằm như thế? Ui, thằng hai. Tôi đã bảo đừng bắn vội mà, đã bảo đừng bắn vội mà còn cứ bắn. Tôi đốc một thằng rồi. Còn một thằng nữa thôi. Nhưng mà đã bảo đừng bắn vội, bắn lộ vị trí. Ui giời, chán không? Nhỏ. Mẹ. Lộ vị trí, gà vậy. Đéo trời ạ. Thôi, tôi cố tình để cho ông được đi tắm ấy.